Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sự khác nhau giữa group và block trong AutoCAD ha. Thì đầu tiên mình có một hình như thế này ha, RC rectangle ha. Rectangle này, circle. À. Rồi sau đó mình copy ra. Ba đối tượng như hàng vậy. Rồi. Đối với lệnh lock á, thì mình gõ chữ b bò enter ha. Rồi đầu tiên ở phần name nè, name là tên lock á, thì mình đặt tên là hình số 1 hay hàng gì hình số 1 ha. Rồi sau khi đặt tên xong thì nó chọn những cái nút vuông kế bên chữ big bò này không, bấm vào nút vuông này, bấm vô ha, là nó gọi là điểm chèn của lock á ha. Điểm chèn của lock thì điểm chèn này khi mình chèn ra bản vẽ nó sẽ nằm ngay góc đó ha. Rồi sau này mà học tới là insert á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái điểm chèn đó ha. Rồi tiếp theo là phần select track là chọn đối tượng cần làm block á, thì cũng bấm vô cái nút vuông cái bên này nè, nút vuông nó hiện về cái màn hình nó kéo cho mình chọn vô đây đó, chọn xong bấm enter đó, sau đó bấm ok đó. Thì khi bấm ok thì hai cái hình vuông với hình tròn này nè nhóm lại với nhau giống như group là, nhưng mà nó là block chứ không phải là group hết. Điểm chèn nằm ngay cái điểm màu xanh này đó. Rồi làm group thì sao, làm group thì bấm chữ g enter à, bấm chữ g tăng chữ g group và mình chỉ cần chọn thôi, nếu mình không làm gì hết mình chỉ cần chọn enter là xong à, thì mặc định group nó là vậy nè, một đối tượng duy nhất không thì cũng như lock thôi, một đối tượng nhất nè, di chuyển nè à, group nè di chuyển à, cũng khá giống nhau. Rồi cách thứ hai là group nè, g enter à, mình không có chọn liền đối tượng mà bấm vô chữ name để đặt tên cho nó, đặt tên ha là hình số 3, hình số 3 nhớ là không có khoảng trống nha, không group nó không hiểu khoảng trống à, hình số 3 rồi enter. Rồi direction là diễn giải à, diễn giải thì mình có quyền có khoảng trống ha à, thì có hình vuông và hình tròn chẳng hạn gì đó, diễn giải thì có thể ghi tiếng Việt được nữa, enter. Rồi sau mình chọn này, ở đây xong enter là xong. Rồi nó cũng là group à. Rồi rồi à, mình à, thử ha, chọn nó nè, bấm cộng trơm số 1 ha, cộng số 1 để hiện cái bảng properties ha. Còn nó có tên gì không, hay là tên group 2 không. Rồi mấy tính chất đó thì không có gì đặc biệt hết ha, vẫn là mấy tính chất chung thôi. Rồi còn này nè, tiếp tục nè, không này cũng tên group 2 không, có nghĩa là trong khi cái group đầu tiên mình không đặt tên thì nó là unnamed, có nghĩa là không có tên. Ở group thứ hai là mình đặt là tên hình số 3 rồi nhưng mà đây nó có không hiện à, thì để quản lý cái group này thì mình vô đâu à, để quản lý vô đâu bằng cách là mình vô cái thanh toolbar ở trên đơn home này ha, cái thanh toolbar này phần này nè đó, tất cả các bộ group nó nằm tập trung ở đây ha, tập trung ở đây. Rồi biểu tượng đầu tiên á, cái nút đầu tiên là group thì nó cũng giống như là group mà mình gõ trên bàn phím là bấm chữ g á ha, giống bàn phím. Rồi biểu tượng thứ hai á là ungroup, là rã group ra à, rã group ra, thí dụ bấm vô nè ungroup nè, mình chọn chỗ này ha, chọn vô rồi xong cái mình chọn lại nè, không là nó thành hai đối tượng rời rạc là nó không còn group nữa không. Rồi tiếp tục là công cụ nút tới tiếng là group edit. Rồi thí dụ giờ chọn lại này ha, bấm vô cái lệnh group này nè, bấm vô group à, thì nó cũng thành một đối tượng rồi. Rồi tiếp theo công cụ cái nút tiếp theo là nút group edit, thì bây giờ giả sử mình vẽ một cái rectangle tiếp à, rectangle tiếp mình biến thành nó là hình tam giác chẳng hạn vậy à, rồi tam giác ha, đó ví dụ tam giác này. Rồi bây giờ mình bấm vô group edit nè à, group edit à. Rồi bấm vô lúc này ha. Rồi thì nó hỏi là mình chọn cái tên group ha, anh em thì ở đây group này đâu có tên đâu, mình đâu đặt tên thì mình cứ chọn lại vô đây à, khi chọn xong á nó hiện ra cái dòng lệnh nè à, enter an option nè, add group, remove group, rename group à, thì đầu tiên là mình bấm vô chữ add object ha, bấm vô đây để mình cộng đối tượng hình tam giác này nè, mình mới vẽ xong á, cộng vô rồi enter đó, thì nó
sẽ cộng cái hình tam giác mình mới vừa vẽ vô group này luôn, thấy không? Rồi tiếp theo nè, mình bấm cũng edit group ha, edit group nè, group edit nè. Rồi mình chọn vô đối tượng này, chọn vô group này, mình bấm chữ remove object nè, remove object ha. Rồi giả sử mình chọn hình vuông đi, remove ra, rồi enter. Thì lúc này á, cái hình chữ hình vuông, hình chữ nhật của mình á, đã remove ra group phải không? Nó chỉ còn cái hình này thôi, ha, này rồi. Rồi vậy muốn cộng lại làm sao? Muốn cộng lại á, thì bằng cách là chọn group này nè, thay vì bấm lên đây mình không bấm, mình chọn group này nè, bấm phím phải chuột, vô cái phần menu ngữ cảnh nè, group này không? Có add to group này không? Add group, và mình chọn cái hình vuông, enter, đó thì nó cộng group lại. Vậy là có hai cách ha, một là lên thanh tool ba này, hai là bấm chọn nó, bấm phím phải chuột, nó cũng có menu ngữ cảnh để mình làm group ha. Rồi nhớ là group mình này mình chưa đặt tên nè, group này mình đặt tên là hình số 3 nè, đúng rồi, nó chưa đặt tên nè, thì bây giờ mình chọn ha, mình bấm vô edit group ha, edit group nè, rồi mình rename đó, mình đặt tên là hình số 2, enter, đó, rồi xong. Rồi cho dù mình đặt tên đi nữa thì trong cái bảng này là mình không thấy, bảng routine á, mình không thấy tên của nó, nó chỉ hiện là group 3, và nếu mình chọn này nè, cũng hiện là group 2, không? Nó chỉ phân biệt thôi. Thì muốn hiệu chỉnh mấy cái group này hoặc quản lý group này thì bằng cách nào? Bằng cách là mình bấm mũi tên vô đây, bấm cho chỗ group này có mũi tên nhỏ, bấm vào xuống này ha, nó có group manager nè ha, group manager. Rồi thì đó, ở đây nè, nó hiện nè, số 1, số 2, số 1, số 2. Số 1, số 2 là do cái cũ mình làm nó còn tồn tại, thì giờ mình xóa nó đi ha. Số 1, số 2 cái ban đầu á. Rồi, select một là đâu còn đâu phải không? Explode nó ra, phá vỡ đi ha, explode ra. Rồi, phá này, bấm explode, phá vỡ nó ra để mất luôn, tại vì cái đó là cái group ban đầu mình đã tạo đó, nó còn nằm trong đây, mặc dù trên bản vẽ nó không còn nữa mà nó vẫn đây. Rồi bây giờ quản lý cái group này nè, bấm vô hình số 2 nè, thì hình số 2 đã hiện tên là group name rồi. Hình số 3 nè, thì hình số 3 hồi nãy đó, lúc mình tạo group đó, mình có diễn giải là hình vuông và hình tròn, nhưng mà là hình số 2 á, mình chưa có diễn giải à, thì bây giờ mình diễn giải nó ha, mình cấp vô nè, bấm vô phần direction ha, xem nè, gõ vô hình tròn chữ nhật và tam giác an vậy. Rồi xong mình bấm vô cái nút direction này đó, thì ở đây nó báo là group direction has been updated này không, rồi bấm ok đó. Vậy là ta có được cái group và có tên rồi ha, có phần diễn giải rồi. Rồi bây giờ chú ý cái nút này, nút này là group select on off nè, on off. Thì đối với cái group á, thì nếu mà ta dùng lệnh scale chẳng hạn vậy, thì scale nè, phóng to thu nhỏ đó, SC ha, chọn nè, ấm nè, thì nó phóng to và thu nhỏ lên hết group luôn đó. Hoặc là lệnh move á, thì cũng move di chuyển hết group luôn ha, di hết group luôn đó, không? Thì cái chức năng này nè, select table on off á, thì nó cho phép bật tắt chế độ mà group nhóm lại ha. Rồi mình bây giờ mình nó đang chọn, nó đang lúng vô màu xanh nè, bấm bỏ ra ha, ha. Rồi bây giờ để ý trước, đầu tiên để ý trước ha, khi mình chọn nè thì nó hiện có một nút màu xanh này, thấy không, chọn nè, nó hiện một nút màu xanh nè, khi mình bấm vô cái nút này nè, nút select on off nè, bấm tắt nó đi nè, mình chọn lại nè, thấy không, thấy nó rời rã ra không, giống như nó từng cái mà chưa group vậy đó. Thì điều này cho phép mình sẽ chỉnh sửa cái group này được ha. S nè, kéo giãn group nè, chest nè ha, kéo ra. Rồi ví dụ scale nè, không, mình scale từng hình một đó, không, rồi giống như cái tam giác nè, kéo giãn ra ha. Rồi chest nè, kéo giãn này ra, đúng không? Rồi phóng lớn này lên ở chẳng hạn vậy. Rồi thì có nghĩa là mình làm rời từng cái được, đúng không, mình làm rời từng cái được luôn, move nó ra nè ha, đó. Rồi move nó qua nè, đó, di chuyển nó qua nè, không, thì mình làm rời từng cái được hết. Rồi nhưng mà mình muốn nó thành group trở lại á, thì mình bấm vô đây ha, bấm vô cái hành này nè, group selection on off, là bấm vô lại thì mình chọn lại nè, thấy không, thì nó một group duy nhất đó. À, nó là một group duy nhất. Rồi tương tự vậy ha, bấm sổ xuống nè, nó có chức năng là group boundary nè, group boundary nè, boundary là khi mình chọn cho mình hiện cái hình màu xám này, không, cái khu màu xám này, nó gọi là boundary ha,
chuyển của màu xám nè, nó gọi là Bari. Thì mình có thể tắt cái Bari đó bằng cách là bấm vô đây nè, nó đang lúng vô màu xanh nè, chọn đi. À, bấm lần nữa này nó tắt đi ha, mình chọn nè. Đâu, thì Dũng giống như kia nó hiện nút, thì tha hồ mình chỉnh. À, cũng giống như chế độ select vậy đó. À, tương tự như chế độ select mình phải chỉnh. À, nhưng mà chỉnh mà không phải bằng cách là chọn vậy. À, khi mình chọn vậy nó vẫn là chọn hết một đống đúp thôi. À, thì nó chỉnh bằng cách là chỉnh grip nha, chỉnh cái nút nè, grip mấy cái nút xanh xanh mà hiện lên nó gọi là grip trong AutoCAD đó. Đó, thì mình chỉnh bằng nút được chứ không như chức năng là selectable bên đây ha. Select xanh này trên đây nè, nó tắt thì nó giống như rời rạc từng ấy. Còn này mặc dù là group boundary mình tắt đi thì nó vẫn là cái, nó không có boundary nhưng mà nó vẫn là đối tượng dính với nhau. Thế nên mỗi lần mình chỉnh, mình chỉ chỉnh bằng nút thôi chứ mình chỉnh bằng lệnh không được ha. Chỉnh bằng nút này ha. Đó. Rồi, tiếp theo thì mình thử vô tiếp cái phần là group manager ha. Đó, mình xem nè. Thì hết tất cả các chức năng ở trong đây nè, ví dụ mình chọn hình số 2 đi ha, thì dưới cái này nè, remove nè, thì nó cũng giống như là remove group ở ngoài dòng lệnh ha, bây giờ dùng edit group á, add cũng vậy, rename cũng giống ha, redirection là dí giải cũng giống, dislodge là phá vỡ group cũng giống như là ungroup vậy đó ha. Còn hai chức năng là selectable thì mình không có tác dụng gì hết ha, reorder thì mình đổi thứ tự thôi, thứ tự thì mình cũng có sử dụng. Ở đây á là có cái quan trọng á là nếu mà trong bản vẽ mình nhiều group á thì mình làm sao mình chọn được á, mình bảo biết cái group nào đâu mình chọn á, giả sử mình copy ra đi á, copy này ra rồi mình bấm vô group manager lại này nha, group manager thấy không, chỉ nó cái hình số 2 trong 3 cho mình copy ra đó, mình không biết cái nào rồi cũng cái nào hết á, bây giờ mình bấm vô hình số 2 á, mình bấm vô chữ highlight nè. Thấy không? Thì nó chọn đúng cái hình số 2 cho mình thôi. À, continue. Đó, để mình quản lý đó. Mình biết là nó cái group nào là tên gì. Và hình số 3 nè. Bấm vô là OK. Bấm highlight nè. Bấm nút highlight nè. Thấy không? Đó. Thì nó chọn cái hình số 3 cho mình. Continue. Thấy không? Thì cái nhược điểm group á, khi mình copy ra đó, thì mấy cái này nó không có tên gì đó. Thành ra là mình không biết được đâu mình chọn. À, chính như vậy á, thì nó đưa vào tới cái lock. À. À, group thì nó tiện, nó nhanh nhưng mà là khó quản lý hơn hộp lock. À, rồi à, ngoài ra đó thì khi group mình đổi tên á, ok ha, giờ mình đổi màu group nè, ví dụ mình chọn đây ha, mình đổi màu xanh đi chẳng hạn vậy. Rồi đối với group này nè, mình đổi cái đường nét là order, đổi đường nét là nét hidden chẳng hạn, nét khuất chẳng hạn vậy, nét khuất nè, hidden nè, ok ha, chọn lại nè, chọn kiểu đường nét là hidden ha. Đó. Thì khi mình đổi những cái group mà mình copy ra thì những cái group mà gốc ban đầu nó không thay đổi theo. À, thì chính vì nhược điểm của nó chính là lợi điểm của lock. Thì lock làm được cái chuyện này ha. Rồi. Nhưng mà lock á thì mình không có quản lý bằng cách là như group được, mà mình muốn quản lý nó thì dùng cái lệnh là block edit ha. Bấm chữ là BE block edit nè. B bò chữ E ha, block edit là B edit này ha. Rồi. Thì nó hiện ra hình số 1 nè. Ha, ok. Đó. Thì khi mình chọn block edit nó sẽ hiện ra môi trường vẽ nằm trong block. Thì lúc này á mình muốn vẽ gì thì mình vẽ trong đây. Ha, ví dụ vẽ nè, rectangle này ha. Vẽ hình rectangle. Rồi, biến nó thành tam giác ha. Biến thành tam giác. Đó. Rồi. Sau khi vẽ thêm đó thì cái môi trường lock nó vẽ giống như môi trường ngoài model của AutoCAD vậy ha. Nhưng mà mình nhìn cái vùng này màu vàng vàng ánh sáng nè, mình biết mình đang trong môi trường lock nè. Sau khi vẽ xong á mình bấm close cell đó, thì tự động này nó cập nhật. Rồi, bây giờ mình copy ra những cái lock này ha, copy ra ha. Rồi, bây giờ mình hiệu chỉnh lock thì thay vì mình bấm chữ BE đó thì có một cách nhanh nhất là lít đo vô cái lock này, lít đo vô ha. Cái đời đó là không, nó hiện lên hình số 1 đó, ok à, rồi bấm close lock hoặc là lít đo vô hình này, có nghĩa là khi mà sao chép ra lock á nó khác group ở chỗ là nó sẽ giống nhau hết, thành ra mình chỉnh bất kỳ cái lock nào gì nó cũng có cùng tên ha, chỉnh nè, lít đo vô nè, ok nào, nó cùng tên là hình số 1 ha, ok. Rồi bây giờ mình đổi ha, bằng cách là chọn tam giác này, quay dở về tấp hơn nè, mình đổi màu nó là màu vàng cam chẳng hạn gì, màu cyan đi ha. Rồi
Hình vuông này á thì mình đổi thành nét đứt, nét đứt ở chẳng hạn vậy. Còn hình tròn này á thì mình đổi thành màu tím chẳng hạn vậy ha. Rồi bấm blue blue block editor là bấm blue, bấm save. Thấy không? Thì khi mình chỉnh sửa một đối tượng lock á thì tất cả các lock còn lại nó cập vào theo. Điều này rất có lợi cho việc là mình vẽ cái những đối tượng giống nhau, giống như trong kiến trúc á, mặt bằng á thì có cửa nè, cửa giống nhau nè, thấy không? Rồi mấy cái furniture giống nhau đó, lên từng tầng tầng á nó giống nhau thì mình nên làm lock ha. Rồi, vậy thì sự khác nhau giữa group và lock là block á thì cũng là giống như group ha. Nhưng mà khi mà mình sửa lock á thì tất cả các lock nó đổi theo. Còn group á thì khi mà sửa group á thì tất cả group khác nó không đổi theo, và khi mình copy ra rất là khó quản lý, khó lý về group. Vậy trường hợp nào dùng lock và trường hợp nào dùng group? Đó thì giống như mình vừa rồi mình nói á, trường hợp khi nào trong bản vẽ của mình có nhiều hình giống nhau, nhiều hình giống nhau thì mình nên giờ dùng lock ha. Còn trong bản vẽ mà có những cái đối tượng phức tạp á, trong một vùng á mà mình cần nhóm nó lại á, thì mới dùng group ha. Và cái group này đó, cái nhóm này nó không lặp lại trong ở chỗ vị trí khác trong bản vẽ ha, nó chỉ đứng nguyên vị trí độc lập mình nó thôi ha. Chứ còn nếu mà nó lặp lại thì nên dùng lock, để làm chi, để sau này khi mà mình chỉnh sửa bản vẽ đó thì dùng lock nó lại hơn. Thì khi mình sửa tất cả các bản vẽ khác liên quan tới giống nhau thì nó sẽ cập nhật. Còn group á, khi nào trong một cái vùng bản vẽ phức tạp và nhiều đối tượng á thì mình group lại nhau và nó không lặp lại ở chỗ vị trí khác ha. Đó là nó là sự khác nhau giữa group và block ha. Rồi, chúc các bạn thành công ha. Cảm ơn đã theo dõi video của mình.